Rồi tiếp tục video thì mình vừa cách tỉa một cái cây mai. Cái này cây mai rin. Có lúc nó đâm như cúc lai, có lúc nó đâm giáo nha anh em. Coi hiện tại là quanh thân nó lớn. Coi thân quái. Thì nói chung cái thân này nó không có tên. Thì mọi người nhìn cảm thấy nó thích thú thì theo cái gu chơi trừu tượng của mình thì mình chơi thôi. Đó. Thì mình quay mình chia sẻ. Cái này mình tỉa dâm đã nuôi lại rồi. Thì mình cũng báo giá nuôi của nó là giá là 1 triệu 600 nghìn nha. Anh em nào có thích thì liên hệ. Cây củ đỏ đẹp đó. Củ đỏ đẹp này nó to lắm. Quần thân lớn. Cốt thân quá chứ không phải thân dân lâm. Dằn chân đỡ rỡ nó này. Đó. Mình nhổ mấy cọng cỏ ra cho mọi người xem. Chân đỡ rỡ như thế này nó còn nhiều lắm. Có những cái cụm đỡ nổi nó này. Chân đi đỡ nổi rất là quái ha. Cái này mình nuôi dưỡng trong cái chậu hình chữ nhật này. Chậu hình chữ nhật. Cái chậu xi măng thôi. Giao lưu giá 1 triệu 6, giá không bao gồm cước phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào có thích coi này mua về nuôi chơi. Nếu không thích giống giáo thì mình có thể mình ghép cúc mình chơi nó cũng quái coi. Nhìn nó lạ mắt. Các cây cành mình tia dâm hết. Coi cả những cái cành nhỏ như thế này, cành phụ này. Còn mấy cành chính nữa. Tia dâm nó bằng rồi. Tay cành nó bằng. Còn nếu thích chơi cây rin thì mình cứ đợi nha mình chơi. Đó. Giá 1 triệu 6 giá cũng rất là rẻ rồi. Cây này cũng cây cũng lâu năm rồi. Nhìn từ trên cao nhìn xuống này. Đấy, coi cái độ quái của cây. Thì mình có sản phẩm nào trong vườn thì mình cứ đem bán thôi. Anh em nào có nhu cầu giao lưu ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em những clip tiếp theo ha.